Trong thông báo vào ngày 19 tháng 1 của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, ngân hàng này sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất 0% cho khu vực đồng tiền chung euro. Theo số liệu thống kê mới nhất, lạm phát ở khu vực đồng tiền chung euro đạt mức 1,1% vào tháng 12 năm 2016. Đây là mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Mặc cho lạm phát tăng, ECB ngày 19 vừa qua thông báo sẽ tiếp tục duy trì lãi suất 0% cho khu vực đồng tiền chung euro. ECB duy trì lãi suất mềm mỏng với mục đích thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng việc giữ lãi suất 0% sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của những người gửi tiền ngân hàng. Các nhà phân tích kêu gọi ECB nên chậm rãi tăng lãi suất. Hiện tại, lạm phát ở khu vực đồng tiền chung euro đang khá khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho ECB tăng lãi suất. Ngoài ra, ông Mario Draghi cũng cho biết sẽ kéo dài chương trình mua trái phiếu cho đến hết năm 2017. ECB sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu với mức 80 tỷ euro một tháng cho tới tháng 3 năm 2017. Bắt đầu từ tháng 4, chương trình này sẽ hạ xuống còn 60 tỷ euro một tháng.